Thể thao kết nối con người, thể thao thúc đẩy cuộc sống và gì nữa? Thể thao là không bỏ cuộc. Chúng ta đã nghe cụm từ ấy rất nhiều lần và cũng chứng kiến những hình ảnh vận động viên không bỏ cuộc rất nhiều, cả trên màn ảnh lẫn thực tế. Mỗi lần như thế là mỗi lần xúc động. Giải Việt Dã Báo Thanh Hóa lần thứ 28 năm 2024 diễn ra cách đây ít ngày, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Và những hình ảnh truyền cảm hứng từ giải đấu một lần nữa lại khẳng định tinh thần không bỏ cuộc trong thi đấu thể thao đáng quý, đáng trân trọng như thế nào. Báo Thanh Hóa xin được đem đến một góc nhìn với chủ đề Không bỏ cuộc. Kính thưa quý vị, năm 2023, khi thăm đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, trước khi đội lên đường tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói, chiến thắng và thành tích là quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là tinh thần thể thao cao thượng, vượt lên và chiến thắng chính mình, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ. Còn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khi phát biểu tại lễ tổng kết Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần thứ 32 đã nói rằng thể thao không chỉ là thành tích, thể thao còn biểu thị cho tinh thần yêu nước, sự đoàn kết, lan tỏa niềm vui chiến thắng để tạo động lực tinh thần cho nhân dân. Tựu chung, trong thể thao hội tụ rất nhiều yêu cầu, cả chiến thắng đối phương lẫn chiến thắng chính mình. Để thực hiện điều đó đòi hỏi phải luôn có tinh thần không bỏ cuộc. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tấm gương không bỏ cuộc trong thể thao làm lay động người xem. Cách đây gần một năm, tại SEA Games 32, khán giả xem truyền hình trực tiếp cuộc thi chạy 5.000m dưới mưa đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng cảm động. Trong khi vận động viên Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam chuẩn bị lên bục nhận huy chương vàng, thì vận động viên Bông Sam Nang của nước chủ nhà Campuchia vẫn tiếp tục một mình chạy những vòng cuối cùng. Khuôn mặt của Bông Sam Nang lúc ấy đầm đìa nước mắt, hòa lẫn nước mưa. Cô đã khóc trước sự cổ vũ của khán giả về tinh thần không bỏ cuộc của mình và cũng khóc cho sự nỗ lực của chính cô. Tương tự tại đường đua Olympic, trong khi kỷ lục gia Eliud Kipchoge của Kenya về đích đầu tiên trong cuộc thi chạy marathon 42 km với thành tích 2 giờ 8 phút 38 giây, thì sau anh tới 38 phút 58 giây, người về đích sau cùng là vận động viên người Honduras Alvarez mới cán đích. Đó là khoảng thời gian quá dài, nếu là người không kiên nhẫn hẳn Alvarez đã bỏ cuộc. Những hàng dài người hâm mộ đứng dọc đường không ngớt vỗ tay cổ vũ cho anh, không kém gì vỗ tay ngợi ca người về đích đầu tiên. Không ai trách vận động viên phải bỏ cuộc giữa chừng vì lý do nào đó, nhưng Bâu Sam Năng và Alvarez đã không làm thế, dù phải chạy một mình ở những vòng đua cuối cùng và không thi với ai cả. Nhưng có lẽ vận động viên nhận thức được rằng họ đang thi với chính mình. Không bỏ cuộc vừa là lời tự động viên, cũng là sự quyết tâm của mỗi vận động viên khi tham gia tranh tài ở những môn thể thao đòi hỏi sức bền và sự chịu đựng cao như môn chạy. Thì đấy thôi, dù chỉ là một giải đấu phong trào với những vận động viên được gọi là chân đất, chạy chỉ là đam mê bên cạnh những mưu sinh cuộc sống thường ngày. Thế nhưng các vận động viên tham gia giải Việt Dã Báo Thanh Hóa lần thứ 28 năm 2024 đã cho thấy điều đó. Với họ, giải thưởng không hẳn là tất cả mà là sự khẳng định bản thân. Trong số những vận động viên tham gia giải, nhiều người biết đến vận động viên Trương Việt Thành đến từ thành phố Thanh Hóa và không khỏi sửng sốt bất ngờ. Biết anh bởi đây là một gương mặt thân quen, đã có tới 5 lần dự giải. Nhưng bất ngờ vì anh vừa phải trải qua tai nạn gãy ống đồng khi tham gia một giải chạy khác. Nhưng hết thời gian dưỡng thương là anh lại xỏ giày luyện tập để kịp tham gia giải Việt Dã Báo Thanh Hóa năm nay. Tinh thần không bỏ cuộc ấy đã giúp người đàn ông 40 tuổi này cán đích thứ 3 trên đường đua 5.000m nam cách đây ít ngày. Có thể nói, giải Việt Dã Báo Thanh Hóa năm nay đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi thể thao đơn thuần khi có sự góp mặt của hàng trăm người tham gia, mỗi người mang một câu chuyện tạo nên tính nhân văn của cuộc thi. Và tinh thần chung vẫn phải nhắc lại, đó là không ai bỏ cuộc, từ vận động viên đến khán giả. Tại vạch xuất phát cũng như trên cả chặng đường chạy, những gương mặt vận động viên cho chúng ta thấy một tinh thần vì thể thao rất rõ ràng. Ai cũng muốn cống hiến và chiến thắng. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong từng bước chạy. Quãng đường 5.000m với nam và 3.000m với nữ là độ dài thử thách với những vận động viên phong trào, nhưng cũng là sự trải nghiệm và dâng hiến cho thể thao. Nhiều vận động viên tuổi đời còn rất trẻ, chỉ 15-16 tuổi thôi, nhưng tinh thần thi đấu thì không dừng lại ở lứa tuổi thiếu niên, dù có những em đuối sức so với đàn anh, đàn chị khi bước vào chặng nước rút. Điều đáng nói nữa là cả trên đường đua nam và nữ, rất nhiều vận động viên dù không về đích ở top giành giải thưởng,
nhưng vẫn rất cố gắng để cán đích với tâm thế mạnh mẽ nhất. Có vận động viên kiệt sức nhưng vẫn nỗ lực chạy những bước cuối để rồi ngã vật vào vạch đích. Với nhiều vận động viên khác, dù biết vị trí cán đích chẳng giúp họ có huy chương nhưng vẫn rất phấn khích khi về đích như người chiến thắng. Một tinh thần vì thể thao cao thượng và cống hiến, họ không có huy chương từ ban tổ chức nhưng giành được huy chương từ công chúng và từ chính lòng mình. Họ đã chiến thắng, đã vượt lên chính mình. Đó mới chính là thành công lớn nhất khi mà ban tổ chức đã đem đến một sự kết nối giữa thể thao và đời sống, giữa vận động viên và công chúng. Những tràng vỗ tay tán thưởng, hơn tất cả, chính là sự ghi nhận về tinh thần không đầu hàng. Cách xa những vận động viên về đích ở tốc đầu, có những vận động viên vẫn cố gắng nuốt hết đoạn đường vào bước chân để cán đích. Họ kiên quyết không bỏ cuộc và khán giả cũng kiên quyết không bỏ cuộc. Khán giả kiên nhẫn đứng chờ những vận động viên sau cùng về đích. Có thể thấy, nhiều khi thể thao cổ vũ chúng ta từ sự kiên nhẫn, từ những vận động viên về sau, từ những người không bỏ cuộc và cả khán giả nữa. Rất công bằng và fair play. Đó chính là điều không thể thiếu để làm nên vẻ đẹp của thể thao. Thể thao chiến thắng nghịch cảnh, thể thao không đầu hàng số phận. Từng có nhiều thông điệp được các tổ chức, hiệp hội thể thao đề ra. Và tại đường đua truyền thống giải Việt Dã Báo Thanh Hóa năm nay, nhiều người có mặt tại quảng trường huyện Hoàng Hóa và theo dõi trực tiếp hình ảnh live stream trên các nền tảng của Báo Thanh Hóa lại được chứng kiến điều đó bằng một thực tế rất sinh động. Cách đây 78 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Trong đó, người nhấn mạnh, mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Dân cường thì quốc thịnh, tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Lời kêu gọi ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới tinh thần, chuyển hóa thành hành động của nhân dân. Mọi người hăng hái làm theo, đặc biệt là tinh thần không bỏ cuộc trong luyện tập và thi đấu. Qua đó đã huy động được những nguồn lực quan trọng để đầu tư cho thể dục thể thao, phát hiện thêm nhiều nhân tố để bồi dưỡng, đưa thể thao thành tích cao của Việt Nam từng bước lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, lan tỏa và thuyết phục hơn trên đấu trường quốc tế. Cùng với sự nỗ lực của ngành thể thao và các cấp ủy chính quyền tỉnh nhà, thông qua giải Việt Dã và các sự kiện thể thao lớn khác được tổ chức thường niên như giải bóng đá nhi đồng toàn tỉnh, giải cầu lông mở rộng, Báo Thanh Hóa đang góp phần nhỏ bé, cụ thể hóa mục tiêu cao cả đó. Góc nhìn của Báo Thanh Hóa cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!